Sau khi bị công an tạm giữ, một nam thanh niên đã tử vong. Sáng nay ngày 8 tháng 7, anh Nguyễn Hồng D, sinh năm 1991, trú thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận đã tử vong sau khi bị công an tạm giữ, gây ra sự bức xúc cho gia đình. Thông tin ban đầu ngày 6 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm mời anh D lên làm việc liên quan đến một vụ việc đánh người gây thương tích xảy ra trước đó. Chưa rõ thực hư trước đó như thế nào, nhưng anh Đê đã tử vong tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Thuận vào ngày vào sáng ngày 8 tháng 7, sau khi chuyển từ nhà giam đến cấp cứu tại Bệnh viện. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Thuận, anh Đê chết do suy hô hấp hoàn toàn, chưa rõ nguyên nhân. Sau đó người nhà anh Đê đã đưa thi thể anh này ra khỏi bệnh viện và đưa đi trên các tuyến phố rồi đi đến trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Công an vận động người thân đưa thi thể anh Đê về nhà lo hậu sự. Tại nhà, người nhà anh D chỉ đồng ý khám nghiệm tử thi khi rõ sự chứng kiến của nhà báo, luật sư. Từ trưa ngày 8 tháng 7 đến 3 giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi tại nhà nạn nhân kết thúc. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Vụ từ tử, tử bằng dây thun quần, con tôi chết quá bất thường. Công an phường chỉ cách nhà có mấy trăm mét. Tại sao khi phát hiện ra con tôi thắt cổ không thông báo cho gia đình đến chứng kiến? Người cha 60 tuổi thắc mắc. Ngày 16 tháng 6, gia đình bà Từ Thị Hường, 39 tuổi, quận Thủ Đức, tiếp tục khiếu nại đến cơ quan chức năng khi người chồng tên là Tâm đột ngột tử vong sau một đêm được công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc. Vợ ngắt xỉu tại công an phường. Theo bà Nhường, tối ngày 13 tháng 6, một công an phường tên là Nam đến nhà mời chồng bà lên trụ sở để làm việc. Ông Tâm vào nhà tắm và thay vội áo thun cổ với chiếc quần đùi. Sáng hôm sau, người vừa ngủ dậy không thấy chồng đâu. Đang lo lắng tìm một công an đi cùng tổ khu phố đến mời bà lên phường. Mấy lần công an chúng mời chồng tôi lên, anh Tâm chiếu nữ về. Có trễ lắm thì cũng 1-2 tiếng. Tối qua mệt quá, tôi làm xong thì đi ngủ luôn. Cứ tưởng là chồng về rồi, bà Hường thông tin. Theo bà Hương, sau khi lên phường, một công an nói với tôi bình tĩnh rồi hỏi nhà ở nhà có ai làm gì anh Tâm buồn không mà anh Tâm thắt cổ tự tự bằng sợi dây thun quần. Vợ chồng tôi sống lâu nay không bao giờ đánh nhau, tức quá thì lớn tiếng vài câu chứ bưa chưa bao giờ giận quá một ngày. Tôi nghe chồng chết thì vô cùng bất ngờ rồi ngắt xỉu. Bà Hương nghẹn lời. Bà Hương cho biết mình có ba người con, hai đứa con nhỏ còn đang tuổi đi học bà nhận nhặt đồ thuê cho bà con xung quanh để trang trải cuộc sống. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, vừa mắt đi trụ cột, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Con tôi chết quá bất thường. Ông Ngô Văn Lâu là cha của nạn nhân tâm, mất ngủ nhiều đêm vì cái chết bất thường của cậu con trai. Người đàn ông 60 tuổi trong yếu hẳn đi, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Ông kể con trai mình từng dính đến ma túy. Sau khi đi trại về được 4 năm, anh Tâm chăm chỉ làm ăn, không có biểu hiện gì bất thường cũng không buồn chuyện gì để mà tự tự. Sau khi xảy ra vụ việc, chiều hôm đó một người tên là liêm phòng cảnh sát điều tra PC44 công an thành phố Hồ Chí Minh gọi tôi xuống nhà xác An Bình nhận diện trước khi pháp y khám nghiệm. Tôi thấy hai mắt con tôi có tụ máu, mặt bị sưng, cổ nẹp như những người bị chặt cổ mà bệnh viện hay làm. Ông lâu hoài nghi về cái chết của con trai mình. Người đàn ông tuổi lục tuần thắc mắc thêm Công an phường chỉ cách nhà có mấy trăm mét Tại sao khi phát hiện con trai tôi thất cổ không thông báo cho gia đình đến chứng kiến Công an chỉ gọi chúng tôi lên khi đã mọi việc đã xong xuôi Con tôi đã được đưa đến nhà xác Trung tá Huỳnh Văn Dư, trưởng công an phường Tam Bình xác nhận có sự việc trên Hiện vụ việc đang được PC44 công an thành phố Hồ Chí Minh thủ lý Phường không cung cấp được thông tin cho báo chí, ông Dư nói Sáng 16 tháng 6, trao đổi với riêng.vn, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức, cho biết quận ủy và huyện ủy đã nghe báo cáo về vụ việc và đang chỉ đạo công an quận phối hợp với công cơ quan chức năng của công an thành phố làm rõ vụ việc. Sau đó sẽ có báo cáo kết quả với thanh tra quận ủy, ban giám đốc công an thành phố. Trung tá Nguyễn Quang Thắng, Phó phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh, thì cho biết chưa nhận được báo cáo vụ việc từ công an quận thủ đức cán bộ phòng này nói mới biết sự việc qua báo chí